Rồi. Rồi. Hôm nay là ngày 30. Ngày 2 hay là ngày 3? Hôm nay là ngày 30 tháng 10 là Halloween. Cho nên là Hương và Tụ đi chơi và quyết định là sẽ quay cái video này để cho Hương và Tụ 3 năm sau xem lại và cười vào mặt nhau. Rồi, anh sẵn sàng chưa? Rồi, bây giờ nha, em sẽ đặt một số câu hỏi. Xong rồi, hai người hay lần lượt trả lời. Nào, trả lời sai thì bị tát. Sai? Sai là sao? Có nhiều câu hỏi thì là đúng sai mà. Ý là hỏi đúng sai nhưng kiểu em sẽ biết được là nó đúng hay nó sai. Được chưa? Ừ. Rồi, bắt đầu. Một, ấn tượng đầu tiên về nhau là gì? Anh trả lời trước đi. Sai, trả lời trước là sao? Bởi vì anh là đàn ông. Man first. Lady first. Ấn tượng đầu tiên là tiên gặp là thứ hai đầu tiên mấy lần có cái lần gặp ngoài bus stop có gặp được chưa bus stop nào trước khi gặp trong lounge lần đầu tiên gặp nhau là ở CCA Fair lần đấy không nhớ được oh my god it's so memorable anh lại không nhớ là nào anh chỉ nhớ được cái lần gặp ở OGL thôi OGL là ở đâu nhỉ gặp ở trong Blue Oyster ấy. Em không hề bằng nhớ. À hôm nay em có nhớ nhưng hôm nay em có anh có nhớ sao? Em tưởng hôm nay nó xấu anh to lắm mà anh không nghe cái gì cả. Có nghe hả? Thế ấn tượng đầu tiên là gì? Khổ lắm trả lời câu hỏi đi không cần. Đâu có anh hỏi là gặp lần tiên gặp nhau ở đâu đâu. Ấn tượng đầu tiên là kiểu rất xinh. Xả qua đi, hồi đó em còn xấu lắm. Thế thôi hả? Ấn tượng đầu tiên của em với anh là anh bị gay. Không phải à, bởi vì lần đầu tiên anh không nhớ à, tóc của anh dựng lên nhá. Xong rồi là nhuộm vàng khè nhá, xong tay sơn có thành màu đỏ đúng không? Khè đâu. Hồi đấy nhuộm tóc rõ ràng, xong mà tay còn sơn đỏ hết nhá. Lệch khá đấy thật không phải. Hồi đấy không phải là cái hồi sơn bóng tay đỏ. Biết. Tóc cắt ngắn. Lại còn không. Chắc anh nhìn giống y chang cái thằng Sport Director luôn. Chắc chắn luôn, cho xem ảnh luôn. Tí nữa xem ảnh, cái biết hồi, ngay. Cái hồi mà OGL của em đấy là chắc chắn là to ngán luôn. Nhưng ở giữa có chỏm dựng. Bởi vậy nên nhìn anh và cái thằng mà Sport Director tên là thứ gì? Thứ hai là tóc không phải màu vàng, tóc chắc chắn màu đen. Ok là màu gì? Không quan trọng, anh ngẩng mặt lên ra nhìn mặt anh bây giờ đi. Không phải là... Nhưng mà không phải, đang bảo là anh đó lúc đấy rất giống cái thằng đấy. Desmond đấy. Đấy, thế anh không tóc nhuộm màu vàng sao mà giống cái thằng đấy? Không, tóc không nhuộm. Ok. Nhưng mà đấy, ừ thì tưởng anh bị gay. Và thứ ba nữa là anh Pinh bảo là anh là người Việt Nam nhưng bọn em không tin và cứ ngồi nói xấu anh suốt. Câu hỏi số 2. Yêu nhau bao lâu rồi? Anh ý 2 năm 10 tháng và 3 ngày. 2 năm 10 tháng và 3 ngày, đúng rồi. Quen nhau 24 mà. Hôm nay là 7 ngày rồi. Ờ, nói sai xong lại còn ừ, yêu nhau vào ngày 24 tháng 12 2011. Anh tỏ tình như thế nào? Câu hỏi số 3. Trời ơi, anh tỏ tình như thế nào? Chắc chắn là không có câu hỏi này. Có anh còn này xếp cho chờ dịp khác. Thế đây câu hỏi số 3 gì? Câu hỏi số 3, lần đầu tiên gặp gia đình là khi nào? Em trả lời trước nha, em trả lời trước rồi. Thế em gặp dân đình rồi. Đấy, cái lần đấy đi hè, đi từ thành phố Hồ Chí Minh sang đây đấy. Lần đấy là còn, thực ra là còn hình như là bỏng, hình như là còn đang giận nhau rồi. Em không nhớ được có đang giận nhau hay không, nhưng mà đấy là tiên gặp gia đình của anh là vào... Gia đình của anh là vào lúc nào nhỉ? Lần đầu tiên gặp mẹ của anh là... Ôi, lần đầu tiên gặp mẹ anh lúc nào? Tôi chết rồi. Gặp cả nhà thì chắc chắn là chỉ có cái lần... Đúng rồi, cái lần bố anh và em sẽ đánh. Mà lần đầu tiên gặp mẹ anh là khi nào nhỉ? Em gặp mẹ anh một lần rồi. À, lần đầu tiên gặp anh có phải lần đầu tiên mà anh sẽ đi chơi với Tết không? Đúng rồi. Đúng rồi, lần thứ hai mẹ anh mới là sang đây một mình. Đúng rồi, đúng rồi. Lần đầu tiên gặp anh là cái hồi mẹ anh sang đây chung với Tết. Sau khi đi Brunei về đấy. Ừ.
Đúng rồi. Rồi. Ê, đâu phải. Một mình mẹ anh thôi đúng không? À đó là lần thứ hai, đó là lần thứ hai. Đúng rồi, lần nhất. Ừ đấy. Ấn tượng đầu tiên về nhà em là gì? Câu hỏi số 4. Đó. Câu hỏi em là câu hỏi mà. Ấn tượng đầu tiên về list, ấn tượng đầu tiên bố em là gì? Đây là câu hỏi 3A. Không có điều gì quá đặc biệt. Bố em không đặc biệt á? Tức là không có ấn tượng gì kiểu quá, tức là không có ấn tượng gì kiểu quá extreme. Ok kiểu... Anh ơi, cái máy này quay được lâu không đấy? Quay đấy, bố nhớ mà. Lần đầu tiên mà nhưng mà up lên YouTube up được lâu, up được nhiều đúng không? Bao lâu up được đúng không? Lần đầu tiên mà gặp bố anh là ấn tượng của em là rất sợ. Vì anh có kể trước đấy là anh sợ bố nên em rất sợ. Nhưng thật ra bố anh rất hiền này. Ý là kiểu em chưa thấy được cái sự giữ ấy. Cho nên em đang nghĩ có phải là ngày xưa bố anh giữ là giữ theo kiểu đúng là như vậy không? Tức là kiểu nghiêm chứ không phải là kiểu... Không phải, tức là không... Bố anh trông có vẻ rất là kiểu... Không phải nào là cái kiểu mà đánh ý. Violent ý. Lạ nhỉ. Ok, câu hỏi số 4. Thói quen kỳ dị của người kia là gì? Thói quen kỳ dị. Câu hỏi này khó quá nhỉ. Đó, thói quen kỳ dị em có. Em có một số thói quen. Một số á? Chủ yếu là kiểu qua kiểu lời nói. Là sao? Em hay nói những câu như kiểu như là. Một là đó. Đấy, em nghĩ vậy. Hai là kiểu như là mệt quá, nhức đầu quá. Nhưng mà đấy là không phải thói quen kỳ dị á. Thói quen kỳ dị của anh là em có thói quen kỳ dị nữa là sau khi rửa bát xong thường sẽ lấy cái em sẽ lên cái cửa gói xuống miệng luôn. Thế có gì là sai? Sau đó chùi ngay vào quần. Quần gì mà quần? Khổ. Có thói quen kỳ dị của anh là gì á? Thói quen kỳ dị của anh là... Chứ thật sự nhưng mà giờ em lại nghĩ không ra. Anh chắc là có rất nhiều thói quen kỳ dị. Thói quen kỳ dị của anh là... Là gì nhỉ? Tự thân anh có biết không? Nghĩ thử xem. Kỳ dị á? Nó bất bình thường ý. Là hay cho kiểu cắt nước mắm vào canh xong rồi uống ực hết cả cái tô đấy luôn. Làm gì có ai ăn như vậy? Đấy là một này. Có. Xong... Nhưng mà người ta không kiểu đổ hết tất cả con lại nước tương, nước này, nước kia vào xong tô xong rồi... Nước canh hạt ra làm sao? Nhưng không phải kiểu uống nhiều như vậy. Nhưng mà đang có nhiều thói quen khác, ví dụ như là... Thôi câu này khó quá, em chưa nghĩ được. Phải ý em phải trả lời một cái. Đây một cái là cho tất cả các nước mắm nước tương vào đấy còn gì. Cái đó không tính. Thật á, thói quen kỳ dị là gì nhỉ? Cứ thích phối các cái quần áo bóng đá là cứ phải mặc y chang màu mới chịu được. Cái này thế giới ai chả mặc như vậy. Thật á. Thế thì biết làm cái gì bây giờ nhỉ? Thói quen kỳ dị của anh là... Sao khó thế anh? Anh không có thói quen kỳ dị gì cả. Anh có không? Anh có không? À. Thói quen kỳ dị của anh chính là mua quần áo mới là phải mặc ngay lập tức. Mặc ngay lập tức thì là không phải là ngay lập tức theo kiểu bình thường. Ngay lập tức ở đây là kiểu mua xong một cái là phải đi vào toilet của cái building đấy để thay ngay quần áo mới cơ. Chứ không phải như người ta là còn mang về nhà, đúng không? Rồi, chính xác. Nhưng mà rất ít người làm, chứ có chả có ai phải quen mà làm. Đem đi về nhà rồi đấy. Nhưng cứ mua cái này thôi, còn thường quần áo là sẽ bảo kiểu vừa mua một cái là kiểu em ơi anh vào toilet tí nhá. Xong rồi ra một cái là kiểu mặc ngay bộ mới luôn. Đúng rồi, thôi. Câu hỏi số 5. Điều gì dẫn đến thích nhau? Em trước nhá. Bởi vì... Anh trước hả? Không, em trước cho. Bởi vì em biết rất rõ là ngày xưa điều dẫn đến thích anh chắc chắn là bởi vì cả hai anh là một người rất hào phóng, rất thoải mái, rất thương bạn bè,
và thương em. Anh ta sao thích em vì em xinh rồi? Không phải, thế là do kiểu do kiểu em hoàn toàn trái ngược so với tính cách nên kiểu anh kiểu em lúc nào cũng kiểu vui vẻ nên anh nghĩ là em sẽ kiểu mang đến nhiều niềm vui. Anh nghĩ thôi à? Thì cái lúc đó. Thế bây giờ cái lúc này thế nào? Lúc này chắc chắn là phải là đúng rồi. Phải nói là như vậy. Câu hỏi số 6. Điều gì anh và em hay làm khiến người kia khó chịu? Không nhớ đúng không? Em nhớ nhưng không nói là anh biết. Không. Để em suy nghĩ xem các anh hay làm em khó chịu là gì nào. Đấy, hồi trước tưởng có hai khi cãi nhau thì thường bỏ đi luôn. Đúng rồi, nhưng bây giờ không phải như vậy nữa là không tính. Đúng rồi, ngày xưa lúc mỗi lần cãi nhau là sẽ bỏ đi luôn này. À, em biết rồi, cái em khó chịu sẽ là kiểu, ví dụ như là em đã hẹn là kiểu buổi tối ngủ để điện thoại bên cạnh để em gọi còn nghe thấy đi xuống. Nhưng mà không bao giờ chịu để điện thoại mà kiểu nghe thấy luôn. Có, để điện thoại có. Nhưng mà em gọi đấy, không nghe thấy, đấy chính xác luôn. Mà rõ ràng là để tiếng chả chết ai, không bao giờ chịu để tiếng luôn. Để tiếng trong vòng. Tại vì buổi tối chứ gì, có nhiều người nhắn tin chứ gì, trong kia tinh 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 gì. Mà trong phòng có rất nhiều người, sao để tiếng nữa. Đấy, đấy, khó chịu đấy. Khó chịu thì nhiều lắm, nhưng mà kể được một cái đấy. Ôi, phải kể khó chịu nhất cơ. Khó chịu nhất á? Hay kiểu cứ bỏ có training là bỏ em đi training mất. Mà ngày nào cũng phải có training ý. Mà training là kiểu cả ngày ý. Ừ, nhưng mà kiểu cái giai đoạn competition nó sắp đến thì cao trào. Ừ thì biết mà, bởi vậy em im lặng thổn thức chứ có nói gì đâu. Tưởng là kiểu con gái họ thích con trai kiểu có niềm đam mê. Thì đam mê đúng, nhưng mà bây giờ đam mê là đam mê. Họ thích con trai có niềm đam mê sau họ. Con này đam mê và bỏ quên họ rồi. Yêu chị Bóng hơn có nhớ không? Nhớ lần trước định cưới chị Bóng về làm vợ không? Em bảo đi mua giày cho Bóng nhớ không? Mua giày gì? Đấy em bảo là thích thì đi mua giày cho Bóng luôn đi, đừng phải mua giày cho em ý. Thế còn em thì làm gì anh khó chịu? Đấy, em là kiểu hay có kiểu đấy, có cái gì thì cũng hay kiểu sồn sồn lên. Em làm gì phải sồn lên đâu. Không phải. Không phải. Bản bác cái ý kiến này. Ý là kiểu đấy là em, vì em happy thì sẽ show rõ cái sự happy của mình, mà giận sẽ show rõ sự giận của mình. Sao anh calm mà anh bắt anh cũng phải calm là sao? Hoặc là kiểu hồi trước kiểu khi mỗi lần book in hoặc là đi đâu là em sẽ hát bài con cá. Ờ thế thì không thích thì thôi, anh đi em có thèm nhớ đâu. Có. Không. Có thế mà cũng khó chịu nữa, không quá tình nữa. Thôi. Sau câu hỏi này là giận nhau luôn rồi. À, thế có câu hỏi. Bọn mình hay cãi về chuyện gì đúng luôn để kể cho mà nghe cả một đống chuyện. Chuyện thứ nhất ý, là đấy. Anh cũng làm kiểu hay criticize em, vẫn đi đâu xa thì không cho em được quyền nhớ này. Em mà có nói một tí, mà là phản ứng của người bình thường luôn ấy, là khi người ta đi xa người ta phải như vậy. Chứ làm gì có ai mà kiểu mang đi rồi sẽ em kiểu hi 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 bye bye. Không phải em không phải hi hi bye bye, em kiểu em làm bao giờ mà như vậy. Bọn mình hay cãi nhau về chuyện gì nữa? Vì chuyện là đấy, anh cứ hẹn với em xong rồi là anh sẽ quên mất là anh có training hay này nọ rồi sẽ không đi được này. Còn chuyện gì nữa không? À với cả anh hay kiểu lúc nào cũng kiểu ôm ấp mấy cái cô khác. Cái gì vậy?
hớ hớ cái chai nước vừa bây giờ. Không phải ôm ấp nhưng mà kiểu suốt ngày cứ ngọt ngào với những cô gái khác anh rất khó chịu. Ai vậy? Không còn biết là ai, mệt quá ai thì anh cũng vậy được chưa? Không có một cái sự phân biệt gì với giữa em và người khác cả. Đấy chưa lại còn gật đầu nữa, đồng ý đúng không? Không phải đồng ý, tiếp thu chứ không phải là đồng ý. Thì tiếp thu tức là đồng ý thì mới cảm thấy là đúng là mình sai và tiếp thu chứ còn gì. Không, đồng ý chứ chắc là mình sai. Xin lỗi không nhé. Câu hỏi số 7. À câu hỏi số 8, nickname mà mình hay gọi nhau là gì? Em thì gọi anh nhiều, em đặt anh rất nhiều nickname luôn. Em gọi anh là tụ mập này, gọi anh là mọi mọi này. Hết rồi. Rất nhiều rồi. Anh có nickname gì gọi em không? À, trước có thời gian có sử dụng nhãn hiệu Mogu Mogu. Anh gọi là bé bơi không nhớ à. Mà anh gọi em là Khương em. Anh gọi em là Tụ Anh còn gì nữa. À, có một số thời gian con giặc nổi dậy đòi là kiểu phải hoán đổi chúng ta lại chiến đấu rất kiên cường. Bực đó, đó một chuyện rất là anh làm rất khó chịu là kiểu em chỉ năn nỉ có đúng một chuyện nhỏ xíu là lâu lâu em là anh còn anh là em, thế mà cũng không chịu, chả hiểu nhường được cái gì luôn. Câu hỏi 9, anh và em có thể dành hàng giờ để làm gì? Anh và em dường như ta đã hàng giờ làm gì à? Ừ. Làm gì? Anh thì có thể dành hàng giờ để chơi, à bây giờ hết chơi Dota rồi nhở? Ừ. Thế thì anh có thể ngồi hàng giờ để shopping online. Anh mua bóng đồ bóng quần áo là gì? Hết tiền rồi, mới không bao giờ mua nữa. Ờ, không bao giờ mua nữa thì sao vậy? Hết tiền. Nhưng nếu có tiền có mua nữa không? À, mua hết rồi. Chưa hết tiền rồi, đi đòi tiền ta đi nha. Ừ. À đấy, thêm một cái nữa là em khó chịu ở đấy đấy. Cứ cho người ta mượn tiền ở đống nhưng không phải chịu đòi cơ. Ờ, có rồi, có rồi. Nhưng mà người ta không trả. Người ta chia sẻ được bởi vì người ta còn phải đòi những người khác. Ừ, thôi tự do hiểu rồi. Đấy, à, anh có thể dành hàng giờ để... Anh có thể dành hàng giờ để chơi đá bóng này, for sure luôn. Sure. Còn em có thể dành hàng giờ làm gì? Đấy, cái gì đấy? Cái... Vừa ra 2 episode mới. Đợi ngồi đến 1 giờ đó. Không, nhưng em không thể xem hàng giờ bởi vì xem xong hết episode là hết chứ còn làm gì được hàng giờ nữa. Nhưng mà đúng, em có thể kiểu... Em có thể kiểu ngồi hàng giờ để kiểu... coi phim, ừ, ok. Nhưng không phải là cái anh thích làm nhất là. Thích nhất là gì? Em không biết, có phải shopping online không nhỉ? Chắc là xem phim tàu đấy nhỉ? Xem phim tàu, đọc hai bên lờ. Ồ. Xem mấy cái mấy cái linh ta linh tinh đấy. Đứng ở đây. Thôi, hết câu hỏi mất rồi. Episode 1 chứ. Hết episode 1 rồi. Thế khi nào rảnh thì làm nốt episode 2 nhá. Làm nốt là hả? Tức là phải có 3, 4, 5 chứ. Ừ. À, ừ. Sẽ có episode 3, 4, 5. Episode thứ 2 thì chắc là lần sau mình sẽ làm một cái gì đấy mới mới chứ không trả lời câu hỏi nữa. Ví dụ như là kiểu đóng kịch chẳng hạn. Kịch. Rồi, bye bye Tụ và Hương nha.